Chiều nay ngày 27 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi thị sát công trình đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối tại địa bàn các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, thăm và tặng quà động viên các đơn vị đang thi công trên công trường. Các dự án đường dây 500 kV từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài 519 km. Điểm đầu là trung tâm điện lực Quảng Trạch - Quảng Bình. Điểm cuối là trạm biến áp 500 kV Phố Nối - Hưng Yên. Tổng mức đầu tư các dự án trên 22.000 tỷ đồng. Thị sát kiểm tra thi công tại vị trí 201 trên địa bàn xã Châu Sơn, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Vị trí 13 của địa bàn xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Vị trí 41 xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, nỗ lực vượt mọi khó khăn, thử thách, vượt nắng, thắng mưa, làm 3 ca, 4 kíp, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Thủ tướng cho rằng ngành điện có đủ các danh hiệu khen thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, cho nên cần phát huy truyền thống tốt đẹp này để triển khai thi công nhanh công trình trọng điểm đường dây 500 kV Quảng Trạch - Phố Nối, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đúng thiết kế, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường, an toàn lao động. Quá trình thi công, các đơn vị cố gắng áp dụng các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại để đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng công trình, sớm đưa công trình vào vận hành để góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện cho nền kinh tế. Thủ tướng đặc biệt lưu ý, chính quyền địa phương các cấp cùng vào cuộc để hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu triển khai các công trình trên địa bàn, bảo đảm an toàn thi công, trật tự an toàn xã hội tại khu vực dự án, làm tốt công tác dân vận, chú trọng huy động sức mạnh của nhân dân, tích cực vận động, huy động nhân dân tham gia cùng thi công các công trình như tham gia đào hố móng, làm đường hậu cần, công vụ, hiến kế để thi công nhanh hơn. Việc này cũng góp phần tạo nên công ăn việc làm, thu nhập cho doanh nghiệp, người dân địa phương. Thủ tướng cũng yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai dự án. Thủ tướng lưu ý, dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn sắp đến, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, chủ đầu tư, nhà thầu, các đơn vị liên quan cần quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống, động viên lực lượng cán bộ, công nhân lao động trên công trường làm ngày, làm đêm, không nghỉ Tết. Ngày 27 tháng 1 tại thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đây là chiến dịch quy mô lớn đầu tiên trong năm 2024 của tỉnh Cao Bằng với quyết tâm giải phóng mặt bằng trước ngày 15 tháng 6 năm 2024, bàn giao 100% cho nhà thầu để thực hiện dự án. Tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh khởi công từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 với chiều dài hơn 93,3 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn và điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 14.000 tỷ đồng thực hiện trong 36 tháng. Tuyến cao tốc hoàn thành là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, kết nối Cao Bằng với các tỉnh biên giới và thủ đô Hà Nội, đồng thời củng cố quốc phòng an ninh quốc gia. Tại lễ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đề nghị các sở ban ngành của tỉnh và hai huyện Thạch An và Quảng Hòa cần vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu rõ tầm quan trọng của công tác giải phóng mặt bằng đường cao tốc, đồng thời lên kế hoạch cụ thể theo từng tuần, từng tháng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý đất đai, chủ động, linh hoạt trong xử lý tình huống, bảo đảm quyền lợi của nhân dân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, lực lượng công an các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đối với hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt tại các mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù để cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 20 tháng 2 năm 2024. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã nơi có dự án khai thác khoáng sản chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách liên quan đến địa phương, đơn vị mình quản lý. Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị số 02 về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Chỉ thị của Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, kỹ năng sống, đồng thời tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý, công tác đoàn, hội, đội về kỹ năng ứng xử với mạng xã hội liên quan đến bạo lực học đường, giáo dục an toàn, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội đối với trẻ em, học sinh, sinh viên. Tăng cường kỹ năng xử lý các tình huống có liên quan tới việc phát sinh bạo lực học đường, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục với việc bảo đảm an toàn trường học do mình phụ trách. Thủ tướng chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá và xây dựng cơ chế báo cáo thường xuyên, đột xuất về phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong nhà trường, phối hợp với chính quyền, công an địa phương giao ban về công tác an ninh trật tự an toàn trường học. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo thực hiện kiểm soát, sàng lọc các phim ảnh có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các doanh nghiệp viễn thông tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cha mẹ học sinh và các lực lượng trong toàn xã hội về việc phối hợp cùng nhà trường trong phòng chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội đối với trẻ em học sinh, sinh viên, kiểm soát sàng lọc các trang mạng xã hội có nội dung bạo lực trong học sinh, sinh viên để tránh ảnh hưởng tiêu cực. Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế cho biết, trong năm 2023 đã có gần 175 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng hơn 23 triệu lượt so với năm 2022, đẩy số lượng người dân khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế lên trên 90% tổng dân số. Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội, số người tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 đạt trên 93,3 triệu người, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2022. Như vậy đã có trên 93% dân số được bảo vệ sức khỏe từ bảo hiểm y tế, vượt 0,15% so với nghị quyết 01 của Chính phủ, vượt mục tiêu đề ra tại nghị quyết số 68 của Quốc hội, tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tương đương hơn 12.800 cơ sở trên toàn quốc, đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục khám chữa bệnh, góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế cũng từng bước được tháo gỡ, công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được tăng cường. Quy trình giám định bảo hiểm y tế mới được triển khai theo hướng hiện đại hơn, bảo đảm chi đúng đủ quyền lợi bảo hiểm y tế của người dân, kịp thời phát hiện các trường hợp cố tình trục lợi bảo hiểm y tế. Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi khảo sát, thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh. Kỳ thi thử năm nay, học sinh lớp 11 cũng được tham dự. Học sinh lớp 11 năm học 2023-2024 sẽ tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018, nên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã quyết định bổ sung học sinh lớp 11 vào chương trình thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Dự kiến thời gian khảo sát vào tháng 3 hoặc tháng 4 năm nay. Toàn thành phố sẽ có khoảng 200.000 học sinh lớp 11 và lớp 12 tham gia. Tại kỳ khảo sát năm học trước, học sinh lớp 12 làm 4 bài kiểm tra, trong đó 3 bài bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Học sinh lớp 12 học chương trình giáo dục thường xuyên làm 3 bài kiểm tra, trong đó có 2 bài bắt buộc là toán, ngữ văn và 1 bài tự chọn khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thưa quý vị, đến thời điểm này, nhiều trường đại học trên cả nước đã công bố thông tin về phương thức tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2024. Để đón đầu mùa tuyển sinh năm nay, một số trường, ngoài việc công bố sớm thông tin về phương thức tuyển sinh, các trường còn dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Để đón đầu mùa tuyển sinh năm 2024, một số trường ngoài việc công bố sớm thông tin về phương thức tuyển sinh, các trường còn dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Cụ thể như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo dự kiến mở 6 ngành học mới, gồm khoa học dữ liệu, kỹ thuật phần mềm, hệ thống thông tin, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, quan hệ lao động. Trường Đại học Ngoại thương cũng sẽ mở mới và tuyển sinh ngành khoa học máy tính, chương trình khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh. Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh có thêm 7 ngành mới, gồm kinh tế số, khoa học máy tính, kỹ thuật máy tính, kỹ thuật nhiệt, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thẩm mỹ, công nghệ tài chính. Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng bắt đầu tuyển sinh ngành công nghệ vi mạch bán dẫn. Đại học Công nghiệp Hà Nội mở thêm 2 ngành, chương trình đào tạo mới là an toàn thông tin và ngôn ngữ Trung Quốc.
Khảo sát cũng cho thấy đa số các trường đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh và dành phần lớn chỉ tiêu cho việc xét tuyển thông qua kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển học bạ. Thưa quý vị, thời điểm này diễn biến thời tiết rét đậm rét hại kéo dài đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và đời sống của người dân ở vùng cao. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, tỷ lệ người già và trẻ nhỏ, người có bệnh nền và bệnh mãn tính nhập viện có xu hướng gia tăng nhiều hơn do nhiệt độ giảm sâu. Trong một tuần gần đây, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tại khoa nhi và khoa lão khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng tăng gấp đôi so với ngày thường. Đa số người cao tuổi đến điều trị nội trú với các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, cao huyết áp, có trường hợp bị tai biến nhẹ do nhiệt độ xuống thấp. Ngoài người già thì tỷ lệ trẻ em nhập viện điều trị nội trú tăng lên khoảng 30-40 ca một ngày. Hầu hết trẻ nhỏ nhập viện trong tình trạng ho, sốt cao do các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi và tiêu chảy. Cháu ở nhà là sốt 2 hôm 39 độ rưỡi, xong rồi cho vào viện là bác sĩ cho vào ở viện luôn, vào xong rồi chụp X quang là bé bị viêm hai phổi. Xong rồi vào viện được 5 hôm thì đi chụp lại thì không thấy đỡ, lại thêm thuốc tiêm kháng viêm với lại kháng sinh vào cái tiêm tĩnh mạch. Trước tiên là mình phải giữ ấm cho các con, thì cái phần quan trọng là mình phải giữ ấm phần cổ này, ngực này và giữ ấm chân tay, đội mũ, giữ ấm đầu thì các bạn sẽ đỡ hơn và mình sẽ hạn chế được các bệnh viêm đường hô hấp hơn. Trong đợt rét đậm lần này, mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân điều trị nội trú dao động từ 300 tới 400 người. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cũng đã chuẩn bị đầy đủ về thuốc men, pháp đồ điều trị đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh cục bộ, người già và trẻ nhỏ cần hạn chế ra khỏi nhà, ăn uống đủ chất, giữ ấm cho cơ thể. Khi có biểu hiện bất thường, phải đến ngay cơ sở y tế khám và điều trị.